Đây, mà đường rất nhỏ này, mà người dân thì có mà buồng chuối mà đưa ra ngoài thị trấn bán thì rất là khó khăn vì đường thì rất là nhỏ. Nhỏ này xe không bao giờ họ vào được các bạn. Thì để phải ăn, để ăn thôi, ăn thay cơm đấy các bạn. Nên là sắp tới mình hướng mình sẽ mở hết các đường to cho người dân. Về bữa trước mình đã huy động được hơn chục em thanh niên. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên là Matthew. Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bản Đồ Vlog, cuộc sống tại châu Phi. Thì vào đầu video xin bạn cho anh em mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Đông Bản Đồ Vlog, cuộc sống châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều cảnh khó khăn trên miền núi châu Phi nhé các bạn. Thì như hôm nay anh em mình lại lên quay lại bản làng nghề nhé các bạn. Thì, hôm nay là bác trưởng thôn là có việc bận nên bác đã cử anh con trai của bác đấy là ở nhà để em quan sát quá trình làm việc của mọi người. Thì, bây giờ mình sẽ vào bên trong xem mọi người làm việc thế nào. Ok. Đây là như hôm qua mình đã nói dặn mọi người là đi lấy vật liệu về để sắp tới mình chuẩn bị làm mũ ấy các bạn. Cũng đang lấy kẻ về phơi. Đây là vật liệu để chuẩn bị sắp tới là chuyển đan ngành mũ đấy các bạn. Mũ để bán cho người dân bên này vì thời tiết rất là nắng nóng. Tá bem, aqui depois faz essa. Tá bem mais bonito. É. Muito antigo o tamanho. Sim. Agora não fica bonito. Okay. É tipo bambu. Sim, sim. Aqui mais uma coisa aqui. Sim. Tá mais bonito. É. Đấy, thay vì như bữa trước ở đan bằng cái nguyên liệu mà đọc cái kiếm cây cỏ này thì mình cũng bữa hôm qua mình cũng hỏi người dân là ở đây có cái tre đi kiếm về đan cho mình một hai cái bằng tre này. Hôm nay các bác đã xong một cái bằng tre và những cái mình cũng bảo là thay đổi thêm cái họa tiết cũng như cái quai cầm là có dây cho chắc này, các bác cũng đã thêm vào này các bạn. Thì rất là ok, những cái này rất là đẹp. Aki mai buni tu. Thì bằng cái này là bác đan bằng tre đấy các bạn cái trẻ đan bằng tre này. Và thêm cái họa tiết này, những dây này là anh em mình đi mua đồ đấy. Thì ở các quán mà họ bán tạp hóa hàng khô đấy, các kiện hàng này thì mình xin cái dây này. Có dây trắng, dây xanh này, đủ các dây này, người ta đai của cái hàng này, dây bằng bảo vệ của kiện hàng này, mình xin về mình bảo các bác này, thay vào cái họa tiết cho mình, thỉnh thoảng mới thêm cái cây gọi là cái tàu dừa đấy, mỗi hôm các bác đan mà chẻ tàu dừa ra mình mà thỉnh thoảng thêm vào đây để nó thay đổi cái mẫu mã một chút mà nhìn nó chắc chắn rất là đẹp đấy các bạn. Ê, cái ta bông chị là bạn đào về, đây là cái to này đấy, thỉnh thoảng thay đổi cái họa tiết này bằng tre đấy các bạn, nên là cái này là rất là ok này. Ta bình bu rồi. Công việc của mọi người vẫn cứ làm như thế thôi, vẫn cứ đan bình thường. Vì cái mặt hàng này là mình đang cần với số lượng rất là nhiều nha các bạn. Thế là trước mắt cái mặt hàng nào cần số lượng nhiều thì mình nói người dân là làm nhiều. Và dần dần thì mình sẽ đưa từng mẫu một cho người dân làm nha các bạn. Aqui é um tijolo nada. Aí depois eu conto. Matheus, sunda aí nem. Tá bem aqui corta faca outra tempo. Sim. Sunda aí tá bem da corta tijolo nada. Deixa eu amanhã eu compro. Aqui também dá para cortar outra coisa. Sim. É cortar mesmo. Dá. Dá. Deixa amanhã eu compro tijolo nada. Tijolo nada. Vai faca novo. Ok. Tá bem. Sim. Faca aqui. Sim. Tá bem, okay. Tá bem. É mais rápido. É. Mais bonito. É. Làm này đâu nữa các bác, cắt này đâu nữa. Để mình, mọi ngày mai mình sẽ mua những kéo, những đồ dùng cho các bác ấy, làm cho nó tốt. Đấy, công việc của mọi người vẫn cứ làm bình thường vậy. Thì hôm nay là anh em mình lên cũng để xem quá trình mọi người làm việc như thế nào. Cũng như hôm qua mình đã nhờ mọi người, các bác ấy, nói các bác là đi lấy những vật liệu về. Sắp tới mình làm mũ cũng như đan cho mình mấy cái mặt hàng bằng tre để cho mình nhìn xem nó có đẹp hơn cái cũ thì mình thấy nó rất ok.
Bây giờ thì mình cứ để các bác ấy làm như này các bạn, thì mình sẽ nói anh con trai bác kiểm là đưa mình đi vòng quanh bản, mình sẽ quan sát một vòng quanh. Thì ở bữa trước anh em mình cũng lên đi đấy, nhưng mình cũng bận quá, mình thấy người dân là đói nên phải ăn chuối, thì mình nghĩ là cái công việc là làm giúp đỡ người dân có cái ăn ngay trước mắt đấy các bạn. Nhưng mình cũng chưa đi có thể quan sát quanh làng bản của người dân được, thì hôm nay mình sẽ đi quan sát một vòng xem mà để mình có cái hướng mình sẽ giúp đỡ dần dần nha các bạn. Agora é que eu vou vai mo tudo já tudo no bairro. Bairro. Bem no bairro. Okay. Quando tipo caminho. Bem no bairro. Okay. Essa depois tá bem manda caro vai com baraco já banana com abacate, tudo coisa, manga, tá bem? Deixa, caminho aqui pequeno, deixa abrir mais grande, tá bem? Eu deixa agora vai ver tudo, tá bem? Tipo mais coisa quanto no bairro, tem quanto coisa. Và mình cũng đi tham quan một vòng quanh, thì cũng như là mình kiếm, nói thật là mình cũng đi, mình xem có chỗ nào mà điểm đẹp đẹp không, mình cũng hướng sắp tới mình. Thì mình cũng đi mua giống cây tre về mình trồng cho dân bán ở đây. Thì cái mặt hàng này là hôm nay là các bác đã đan bằng tre, mình nhìn rất ok rồi. Là mình ở trong đầu mình ý tưởng mình sẽ đưa cái cây tre giống ấy, mình cũng ấp ủ rất là nhiều rồi các bạn. Nên là xem trên video xem các bạn nào có kinh nghiệm trồng cây tre đấy thì comment bình luận ở bên dưới kênh giúp mình, để mình vào mình sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm để giúp người dân. Hôm sau mình đi mua cây giống về mình trồng nha các bạn. Và trồng như nào thì mình hiện tại bây giờ là mình cũng chưa biết cách trồng tre như nào đấy. Bây giờ đi vòng quanh một vòng bản các bạn. Đây là con đường vào cửa nhà bác Nomanda nha các bạn. Đây đường cửa rất là có một bãi đất này các bạn, mà khô không có nước. Đây, những con đường rất là nhỏ, là vừa đây là vừa xe mình xe tải là không vào vừa được. Đây, từ nhà ra đường chính rất là nhỏ, mới ở trên như bữa trước mình đã cho làm để mở rộng ra đấy các bạn. Aqui está pequeno. Aqui depois no caminho está bem abre mais boca do, mais um metro do. Essa caro passa bem. Aqui não muito grande. Aqui só caro pequeno passa grande não dá passa. Đây đường chính của thôn bản này các bạn, rất là nhỏ. Vì bữa trước anh em mình mới làm đoạn trên này nhé các bạn. Đường chỗ vào chỗ cửa nhà thờ đấy. Cái đường ra ngoài sang bản bên cũ của anh em mình mới làm. Còn đường chính này rất là nhỏ luôn. Còn đây là đường nhánh vào trong các nhà dân ở trong. Con đường họ rất là nhỏ. Anh em ơi, aqui no bairro tá pequeno, đúng mày. Abre mais. Eu vou quanto eu sou da soba, tá abre aqui. Aqui mais. Lá. Ok. Deixa a casa também da baça. Claro, baça, rua. Também dá. Não, 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 abre bem quando no caminho bem caso também da entra passa bem ele come a coisa banana e tem bué aqui e já tá pronto. Sim, já tá pronto. Chuối là có cây cả chuối chín rồi này các bạn, chín cây rồi mà đất thì rất khô cằn mà chuối vẫn lên được, thế mới tài. Mà đường rất nhỏ này mà người dân thì có mà vùng chuối mà đưa ra ngoài thị trấn bán thì rất là khó khăn vì đường rất là nhỏ này xe không bao giờ họ vào được các bạn, thì để phải ăn để ăn thôi đấy. Ăn thay cơm đấy các bạn, nên là sắp tới mình hướng mình sẽ mở hết các đường to cho người dân. Về bữa trước mình đã huy động được hơn chục em thanh niên mới lớn rồi đấy các bạn, thì công việc sắp tới cũng đang chờ đợi mình ấy. Thì mình sẽ làm mở đường trước, sau mình sẽ hướng dẫn làm nghề sau, rồi để mở đường để cho xe vào thu mua nông sản cũng như hoa quả người dân trước. Vì cũng còn nhiều người, mình cũng đã tìm hiểu bác trưởng thôn cũng rất là nhiều người nhiều hoàn cảnh này. Sắp tới mình sẽ bảo bác ấy liệt kê lên một số hoàn cảnh không thể làm nghề được đấy các bạn, vì họ cũng một số ông bà
tuổi cao này và một số người bị bệnh tật này, bệnh như kiểu hiểm nghèo đấy, nó là bệnh gọi là bẩm sinh đấy các bạn, thì không làm nghề được. Cũng phải nhờ về cả về gia đình. Thì sau này sắp tới mình sẽ nói bác trưởng thôn lên danh sách cho mình những hoàn cảnh khó khăn, thì mình sẽ có hướng mình giúp đỡ nha các bạn. Thì hoàn cảnh khó khăn thì không lao động được, không làm được, thì mình đã đến đây rồi, thì mình sẽ giúp đỡ dần dần từng người một, từng gia đình một. Trước mắt là mình giúp chung đã, rồi sau đó mình sẽ giúp đến những hoàn cảnh khó khăn không có lương thực ăn đấy các bạn. Thay vì ăn chuối đấy, cái đường này là mình sẽ mở, cũng sẽ mở đầu tiên cái đường này. Ở trong là có nhà trong này mà các bạn. Vâng, vâng, vâng. Mai. Rồi, ta đường vừa một người hộ, nếu mà một người nữa thì ngược chiều tránh nhau, thì không nên ruộng, mà ruộng không trồng cái gì sao lại không mở được, đúng không? Aki ta bình nâu pha gian nada, nó bình ta nada, ta bình abri sẽ gà aki, ta bình đa ba sa bình, vài tia là banana vài vài nến này banana, á? Mới xây nâu, aki bị kẹt nổi nến nâu vài, xây nâu ba sa. Mình đi rất là mấy con đường dân đây quanh quẩn này, mình chưa nhìn thấy một chỗ nào có nước luôn, mà cây chuối vẫn cứ lên được. Ổ nước bằng kiểu gì? Cô mùa khi ao bạn nấu tinh khi bà nana ta bên đa sủi bìu. Ao bạn nấu tinh. Cái gì chơi? Anh nó đu làm mình. Cái ô từ núi ra giáp pha ra Cam Minh Nhũ cái đoạn đường trên này trục chính hôm trước là anh em mình cũng đã nói người dân đã làm rồi nha các bạn, thì còn đường dưới này rất là nhỏ nữa, thì tí anh em mình đã xuống đây và sẽ hôm sau sẽ làm đường này nữa. Đường này là ở dưới này rất là còn một số nhà dân đấy các bạn, thì mình bây giờ mình sẽ đi khảo sát, hôm sau mình sẽ mở tiếp nha các bạn. Đường nhỏ lắm, xe không thể vào được.